Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh ReadBooks App, đọc sách mỗi ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cuộc đời và triết lý sâu sắc của một người đàn ông đã từng thống trị thế giới La Mã cổ đại, Marcus Aurelius. Ông không chỉ là một vị hoàng đế quyền lực, mà còn là một triết gia, một người theo đuổi cuộc sống đạo đức và hiểu biết. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cách ông đã áp dụng triết lý chủ nghĩa khắc kỷ vào cuộc sống hàng ngày và tại sao ông tin rằng việc quan tâm ít hơn đến những thứ vô ích là chìa khóa đến cuộc sống tự do và hạnh phúc. Marcus Aurelius, từng là người đàn ông quyền lực nhất thế giới, đã cố gắng sống một cách đạo đức, theo các nguyên tắc của chủ nghĩa khắc kỷ. Không giống như nhiều vị hoàng đế La Mã khác, ông không đắm chìm trong nhiều thú vui mà ông có thể tiếp cận, như say rượu và xem những trò chơi tàn bạo trong đấu trường La Mã. Marcus Aurelius muốn hoàn thành nhiệm vụ mà các định mệnh đã giao cho mình, đó là phục vụ nhân loại. Vì vậy, ông quan tâm sâu sắc đến việc thực hiện mục đích của mình. Nhưng để làm được điều đó, ông phải quan tâm ít hơn đến những thứ không đáng và không khôn ngoan để quan tâm. Và những thứ này thì nhiều. Một trong những khái niệm thiết yếu trong chủ nghĩa khắc kỷ là sự phân chia giữa những thứ chúng ta kiểm soát và không kiểm soát, điều mà Enchiridion của Epictetus giải thích rất rõ ràng. Hầu hết nếu không phải là tất cả những thứ nằm ngoài hành động của chúng ta đều không phụ thuộc vào chúng ta. Nhưng những người theo chủ nghĩa khắc kỷ tin rằng, chúng ta nên thực tế về ảnh hưởng hạn chế của chúng ta đối với những thứ này, và rằng chúng ta sẽ tạo ra một gánh nặng không cần thiết cho bản thân, nếu chúng ta không làm vậy. Khi cuộc sống đau đớn, điều đó thường có nghĩa là chúng ta quan tâm đến những thứ mà chúng ta không thể kiểm soát, và bằng cách đó, chúng ta để chúng kiểm soát chúng ta và chơi với chúng ta như những kẻ múa rối. Sau đó, chúng ta đổ lỗi cho những người múa rối đã giật dây chúng ta, trong khi trên thực tế, chúng ta cho phép chúng làm như vậy với mình. Nhưng nếu chúng ta ngừng quan tâm đến chúng sẽ mất quyền lực đối với chúng ta và chúng ta sẽ không bị quấy rầy. Đối với Marcus Aurelius, việc không bị xáo trộn bởi những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình đã cho phép ông đương đầu với nhiều trách nhiệm và thách thức mà ông phải đối mặt với tư cách là một hoàng đế và tập trung vào nhiệm vụ mà ông tin rằng mình được các vị thần giao phó. Đối với Epictetus, nó có nghĩa là tự do. Đối với những người khác, việc không bị tác động bởi các lực lượng bên ngoài hoặc một số lực lượng bên ngoài có thể là một cách để tập trung vào các mục tiêu quan trọng. Và đối với những người khác, nó có thể đơn giản là con đường dẫn đến một cuộc sống hạnh phúc, vô tư. Khi cuộc sống đau khổ, chúng ta nên ngừng bận tâm đến những điều gì? Và chúng ta làm điều đó như thế nào? Video này là một khám phá và giải thích về triết lý của Marcus Aurelius, cách để chúng ta quan tâm ít hơn đến những thứ không đáng quan tâm. Trong cuốn Những suy tư của mình, Marcus Aurelius đã nhiều lần phân biệt giữa hiện tại, quá khứ và tương lai. Trong mỗi loại, vị hoàng đế La Mã cổ đại có những điều giá trị để nói về cách chúng ta quan tâm quá nhiều đến chúng, hoặc về những điều sai lầm. 1. Tương lai. Như Seneca đã từng tuyên bố, chúng ta đau khổ trong trí tưởng tượng nhiều hơn là trong thực tế, ngụ ý rằng suy nghĩ của chúng ta là nguồn gốc của sự đau khổ. Khi nói đến tương lai, trí tưởng tượng của chúng ta thường trở nên hoang dã, bịa ra vô số kịch bản về những gì có thể xảy ra nhưng có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra. Trước đó, chúng ta run rẩy nghĩ cách giải quyết những kết quả có thể xảy ra vì ý tưởng không biết cuối cùng tương lai sẽ diễn ra như thế nào. Trong một số trường hợp, điều xảy ra là điều chúng ta dự đoán trước. Nhưng trong nhiều trường hợp khác, vận mệnh làm chúng ta ngạc nhiên, choáng ngợp với những sự kiện mà chúng ta không thể lường trước được. Ví dụ, chúng ta có thể đã dành nhiều năm để chuẩn bị cho một cuộc sống hưu trí đáng được hưởng, nhưng ngay trước ngày đầu tiên của những năm cuối đời, chúng ta lại nhận được một chẩn đoán ung thư chết người chỉ cho chúng ta sống thêm vài tháng nữa. Khả năng xảy ra những sự kiện như vậy khiến nhiều người liên tục lo lắng, điều tốt nhất có thể xảy ra, nhưng điều tồi tệ nhất cũng có thể xảy ra. Và nếu Thế chiến thứ ba nổ ra thì sao? Nếu tôi mất hết tiền thì sao? Những kết quả xấu như vậy là rất có thể xảy ra. Nhưng chừng nào chúng chưa xảy ra trong hiện tại, thì chúng ta không thể đối phó với chúng, vì những sự kiện này đơn giản là không xảy ra, ít nhất là chưa, chúng chỉ tồn tại trong suy nghĩ của chúng ta. Tương lai chỉ khiến chúng ta khó chịu vì chúng ta nghĩ về nó, vì nó không tồn tại ngoài tâm trí. Marcus Aurelius đã viết rằng sức nặng của tương lai không đè nặng lên chúng ta, mà chỉ của hiện tại mà thôi. Điều làm chúng ta tổn thương không phải là tương lai, mà là cách chúng ta đối mặt với nó trong hiện tại. Sự đau khổ của tương lai xảy ra trong hiện tại. Và một cách mỉa mai, đó không phải là tương lai đang mở ra trong hiện tại, vì khi chúng ta gặp nó đã là hiện tại. Sự đau khổ của tương lai là chúng ta lo lắng về nó ngay bây giờ. Khi chúng ta quan tâm quá nhiều đến những sự kiện trong tương lai, cuộc sống cuối cùng sẽ bắt đầu trở nên tồi tệ, khi chúng ta chịu đựng chúng trong trí tưởng tượng của mình, để chúng điều khiển hiện tại của chúng ta. Vậy Marcus Aurelius nói gì về việc quan tâm quá nhiều đến tương lai? Đầu tiên, chúng ta hãy xem xét câu trích dẫn sau, đừng bao giờ để tương lai quấy rầy bạn. Bạn sẽ gặp nó, nếu bạn phải làm thế, bằng chính vũ khí lý trí mà hôm nay trang bị cho bạn để chống lại hiện tại. Ông chỉ ra rằng nếu ông có thể đương đầu với hiện tại, thì ông cũng có thể đương đầu với tương lai. Ông tự nhủ không nên hình dung ra mọi thứ khủng khiếp có thể xảy ra, mà thay vào đó hãy tập trung vào tình huống hiện tại. Khi tập trung vào hiện tại, ông nhận ra mình có thể chịu đựng được. Và nếu đó là trường hợp, tại sao ông không thể xử lý những gì chưa đến? Thái độ này giống với ý tưởng về Amor Fati, tình yêu của định mệnh, nhưng sau đó được củng cố bằng niềm tin rằng chúng ta sẽ có thể vượt qua nó. Á khứ. Marcus Aurelius đã nhắc nhở bản thân rằng quá khứ là một lĩnh vực mà chúng ta không thể tác động. Những gì đã qua là đã qua, và trừ khi chúng ta phát minh ra cỗ máy thời gian, chúng ta không thể thay đổi bất cứ điều gì về nó. Marcus Aurelius nói, hãy nhớ rằng con người chỉ sống trong hiện tại, trong khoảnh khắc thoáng qua này, tất cả phần còn lại của cuộc đời mình đã qua và biến mất, hoặc chưa được tiết lộ. Vì vậy, cuộc sống của con người rất ngắn ngủi và góc khuất của trái đất nơi anh ta sinh sống rất hẹp. Bất chấp sự hạn hẹp của cuộc sống, chỉ xảy ra trong thời điểm hiện tại, chúng ta thường quá bận rộn với những lĩnh vực nằm bên ngoài nó và không thể bước vào, tương lai và quá khứ. Không phải những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ không ảnh hưởng đến hiện tại hoặc chúng ta không thể học hỏi từ những sự kiện trong quá khứ. Chỉ là chúng ta không thể làm việc với quá khứ vì nó nằm ngoài tầm với của chúng ta. Và thông thường, ký ức của chúng ta về quá khứ bị xáo trộn, và các cách để xác minh chính xác điều gì đã xảy ra là rất hạn chế. Chúng tôi dựa vào hồi ức từ quan điểm cá nhân, và quan điểm khác nhau của chính chúng ta hoặc những người khác. Vì vậy, quá khứ không chỉ nằm ngoài tầm với, ký ức của chúng ta về nó rất có thể là không chính xác. Tuy nhiên, chúng ta vẫn quan tâm đến các sự kiện trong quá khứ, thường xuyên lặp lại chúng trong tâm trí, tái trải nghiệm nỗi đau mà chúng gây ra cho chúng ta. Một số người tin rằng bằng cách suy nghĩ về quá khứ, chúng ta có thể kiểm soát nó một phần nào đó. Nhưng đó là một ảo tưởng. Quá khứ đã qua. Tất cả những gì chúng ta cố gắng kiểm soát là suy nghĩ của chúng ta về một thứ đã bị cuốn đi, không bao giờ trở lại. Tôi ước tôi có thể làm điều này khác đi, nhiều người nói. Nhưng họ mong muốn điều không thể. Không có gì có thể được thu được từ những suy nghĩ như vậy, vì chúng gợi ra những ham muốn chúng ta không bao giờ có thể thực hiện. Thay vì tập trung vào các sự kiện trong quá khứ, Marcus Aurelius lại tập trung vào phản ứng của mình đối với chúng. Chúng ta không thể kiểm soát các sự kiện trong quá khứ. Rất có thể chúng ta cũng không thể ngăn chặn chúng khi chúng xảy ra ở hiện tại. Nhưng chúng ta có thể kiểm soát cách chúng ta định vị bản thân trước những sự kiện này. Ban đầu, chúng ta có thể coi quá khứ là điều không may. Chúng ta có thể đã có một tuổi thơ khó khăn, hoặc trải qua sự kết thúc của tình bạn, hoặc những dự án kinh doanh thất bại. Tuy nhiên, theo Marcus Aurelius, bản chất của những sự kiện này không quá quan trọng, điều quan trọng là cách chúng ta xử lý chúng. Ông nói, thật không may là điều này đã xảy ra. Không. Thật may mắn là điều này đã xảy ra và tôi không hề hấn gì, không bị tan vỡ bởi hiện tại hay sợ hãi về tương lai. Điều đó có thể xảy ra với bất cứ ai. Nhưng không phải ai cũng có thể không bị tổn hại bởi nó. Tại sao lại coi cái này là bất hạnh thay vì cái kia là may mắn? Bạn có thể thực sự gọi một thứ là bất hạnh mà không vi phạm bản chất con người không? Hay bạn có nghĩ rằng thứ gì đó không trái với ý chí của tự nhiên có thể vi phạm nó? Nhưng bạn biết ý chí của nó là gì? Điều gì đã xảy ra ngăn cản bạn hành động với công lý, hào phóng, tự chủ, tỉnh táo, khôn ngoan, trung thực, khiêm tốn, thẳng thắn và tất cả những phẩm chất khác cho phép bản chất của một người được thực hiện? Điều thú vị là Marcus Aurelius không loại bỏ hoàn toàn giá trị của quá khứ. Ông tin rằng chúng ta có thể học hỏi từ quá khứ bằng cách nhìn vào nhịp điệu của nó, cách mọi thứ đến và đi, tự lặp lại, để chúng ta có thể ngoại suy tương lai. Hiện tại, Marcus Aurelius thường nhắc đến hiện tại là tất cả những gì chúng ta có, đó là lĩnh vực hẹp mà chúng ta có thể tiếp cận. Từ hiện tại, chúng ta có thể nhìn chằm chằm vào vực thẳm vô tận của quá khứ, và bóng tối không thể xuyên thủng của tương lai. Marcus Aurelius khuyến khích bản thân mình gắn bó với những gì nằm trong tầm kiểm soát của mình, đó là ở đây và ngay bây giờ. Nhưng ngay cả khi chúng ta buông bỏ quá khứ, và giảm thiểu những lo lắng về tương lai, chúng ta vẫn có thể quan tâm quá nhiều đến những thứ không đáng quan tâm, những thứ đang xảy ra khi chúng ta nói. Chúng ta thường không hài lòng với cách cuộc sống diễn ra trong giây phút hiện tại. Và khi mọi thứ không theo ý muốn, chúng ta có xu hướng tức giận, buồn bã hoặc chán nản. Nhưng theo Marcus Aurelius, cảm xúc bị xáo trộn bởi những gì định mệnh ném vào chúng ta là điều vô nghĩa. Thế giới xung quanh chúng ta diễn ra như thế nào không phụ thuộc vào chúng ta, cách chúng ta phản ứng với nó mới là do chúng ta quyết định. Tuy nhiên, chúng ta có xu hướng khó chịu vì không thích những gì đang xảy ra, hoặc những gì chúng ta muốn xảy ra lại không xảy ra. Marcus Aurelius nói rằng chúng ta không nên chống lại những gì chúng ta bị buộc phải làm. Ông so sánh những người đấu tranh với định mệnh, so với những con lợn, đang đạp và kêu la khi bị hiến tế, nó vô ích, vì chúng ta không thể tránh khỏi những gì các vị thần đã dành cho chúng ta. Chúng ta không thể ngăn người ta muốn chiến tranh, chúng ta không thể ngăn chặn thảm họa tự nhiên xảy ra, chúng ta không thể ngăn cơ thể của mình già đi. Tương tự như vậy, chúng ta không thể buộc thế giới ban cho chúng ta những điều ước, chúng ta không được bảo đảm rằng những người chúng ta bị thu hút, cũng bị thu hút bởi chúng ta, cũng như không được đảm bảo rằng tất cả con người đều có cơ hội như nhau trong cuộc sống. Nó chỉ là không thể. Tuy nhiên, chúng ta dành nhiều thời gian và năng lượng để chống lại những gì được và những gì chúng ta không thể thay đổi, bằng bất kỳ phương tiện nào trong kho vũ khí của mình. Chúng ta tức giận vì không có được điều mình mong muốn, và buồn bã vì đã xảy ra điều mình không thích, và do đó, khoảnh khắc hiện tại trở thành một căn phòng tra tấn mà chúng ta phải chịu đựng, theo mọi ý muốn của định mệnh. Hoặc ngược lại, chúng ta quá say mê với giây phút hiện tại đến nỗi chúng ta dính mắc vào nó. Chúng ta sợ mất đi những gì mình có, vì vậy, một lần nữa, chúng ta để định mệnh kiểm soát mình. Nhưng từ sự vướng mắc hoàn toàn xung quanh chúng ta, phù du và không thể kiểm soát, chúng ta thường không thể nhìn thấy những gì thực sự phụ thuộc vào chúng ta. Lựa chọn, hành động và ý kiến của chúng ta. Marcus Aurelius coi quy luật tự nhiên là chủ nhân của chúng ta, nếu chúng ta chạy trốn khỏi nó hoặc cảm thấy đau buồn hay tức giận về nó, chúng ta chẳng khác gì những kẻ đào ngũ và chạy trốn. Chúng ta phải chấp nhận quy luật của tự nhiên, nắm lấy chúng và tập trung vào việc đối phó với chúng, thay vì lãng phí năng lượng của chúng ta để chán ghét, hoặc bám víu vào hoàn cảnh của chúng ta. Một cách để chấp nhận hiện tại, ông đã viết trong cuốn sách thứ 7 về những bài suy ngẫm của mình, lập luận rằng chúng ta nên tập trung vào những gì chúng ta có, không phải những gì chúng ta thiếu, nhưng phải thận trọng. Ông viết, hãy coi những gì bạn không có là không tồn tại. Hãy nhìn vào những gì bạn có, những thứ bạn coi trọng nhất và nghĩ xem bạn sẽ khao khát chúng biết bao nếu không có chúng. Nhưng hãy cẩn thận. Đừng cảm thấy hài lòng đến mức bạn bắt đầu đánh giá quá cao chúng, rằng nó sẽ khiến bạn buồn khi mất chúng. Tuy nhiên, việc chấp nhận hoàn cảnh của một người có thể khó khăn, đặc biệt là khi chúng ta phải đối mặt với những khó khăn đáng kể, và cuộc sống liên tục cho chúng ta những quả chanh chua chát. Chúng ta không thể nghỉ ngơi sao? Nhưng đối với Marcus Aurelius, nghịch cảnh không phải là lý do để cư xử như những con lợn kêu ré, la hét. Ông cho rằng đó là cơ hội để rèn luyện đức hạnh, hay nói cách khác, để áp dụng triết học khắc kỷ vào cuộc sống của một người. Nghệ thuật sống không phải là hoàn cảnh bên ngoài của chúng ta, tuyệt vời và may mắn như thế nào, vì chúng không đáng tin cậy, yếu đuối, hay thay đổi và không phải của chúng ta. Đó là về cách chúng ta đối mặt với các sự kiện mà chúng ta gặp phải, đó là điều chúng ta nên quan tâm, theo các nhà khắc kỷ. Như Marcus Aurelius đã nói, bởi vì đối với tôi hiện tại là cơ hội để thực hành đức tính lý trí, đạo đức công dân, nói tóm lại, nghệ thuật mà con người chia sẻ với các vị thần. Cả hai đều coi bất cứ điều gì xảy ra đều hoàn toàn tự nhiên, không mới lạ hay khó giải quyết, nhưng quen thuộc và dễ dàng xử lý. Vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá những góc khuất thú vị về cuộc đời và triết lý của Marcus Aurelius. Hãy để những bài học về cách ông đã tập trung vào những điều quan trọng, tạo ra sự tự do trong tư duy và sống đúng với giá trị của mình, truyền cảm hứng cho cuộc sống của chúng ta. Nếu bạn thấy video này hữu ích và thú vị, đừng quên bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung tương tự trong tương lai. Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về triết lý này và cách bạn áp dụng nó vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi, hẹn gặp lại trong những video sắp tới.